cô cảm ơn cô nhiều. Dạ, xúc Cảm động ơn. quá Dạ. ha. Dạ. Ủa thì cô chứ còn nói không lẽ giờ cô lo cho mấy cháu ngoại học, không lẽ giờ cô khóc. Nhưng học được cô mừng, cô ước mơ cho cháu học cái đó chứ. Nghe được mấy cháu học được cô mừng rồi không? Giờ dù ăn cứ sướng cực cô không cần. Không Dạ. biết sau này nó đỡ cái thân chị em nó đùm bọc. Vậy nó nghĩ bằng ăn được, lo giúp đỡ cho người khác. Dạ. Cô là cô nhắm mắt là thôi, chứ cô còn sống là cô nhắc chừng tụi nó hết. À, chào mọi người nha. Thì hiện tại mình đang ở nhà của cô Sáu và hai cô cháu đang chuẩn bị đi mua một cái chiếc xe đạp cho mấy đứa cháu của cô Sáu. Thì mọi người cũng biết cái hoàn cảnh của cô Sáu, là cô Sáu thì hiện tại bán vé số và nuôi ba đứa cháu ăn học, và cái tài sản ở nhà thì hình như là chỉ có một cái chiếc xe đạp và có bốn bà cháu. Thì hôm trước mình có gặp cô Sáu thì nói là muốn để dành tiền để mà mua cái chiếc xe đạp cho đặc biệt là cái đứa đầu để cho nó đi học, tại vì qua năm sau là nó vô cấp 3 là phải đi học ở trường xa nên là cần một cái phương tiện để mà đi. Thì hôm nay thì hai cô cháu chuẩn bị sẽ đi, và mình xin nhắc lại là cái số tiền mà để mà mua cái số tiền mà để đi mua đó là của các mạnh thường quân gửi cho mình. Thì mình sẽ trích ra một số tiền để mà mua cái xe đạp, và còn dư tiền á thì mình sẽ gửi toàn bộ cho cô Sáu, và mình một chút mình sẽ công bố cái số tiền. Thì bây giờ mình đi mua ha cô Sáu. Đi Dạ rồi. dạ mình đi ha cô Sáu. Sáu có hỏi bé bé tên gì, bé tên gì cô Sáu? Như ý hả? À, là nó thích xe này hả? À, cái màu này nó thích không? Chịu ha. Xe này là bao nhiêu chị? 1,9 triệu ha. Rồi mình gấp rổ viên rồi là tính đầy tiền. đủ hết. À, là đầy đủ hết luôn á, là 1,9 triệu. À, cái này bé nó mười mấy tuổi ngồi được phải không? Được mà cô Sáu. À, à, mà nó thích đúng không cô Sáu? Nó thích ha. À, chị ráp giùm em đi nha, gắn yên với lại gắn gỗ rồi vô giùm. Dạ. À, lấy luôn. Hồi tối là cô Sáu có nói gì như ý rồi hả? À, thấy mừng không cô Sáu? Mừng lắm hả? Bữa nay đi học rồi ha, như ý đi học rồi. Không, mà chuyện qua còn thi đó con, mà không biết ra còn thi không, mà hồi nãy nó ngủ dậy trễ thầy điện á, Dạ. rồi cô điện về thầy Dạ. cô chứ không không ai kêu giùm nữa, nó ngủ nó mơ ngủ á, giờ học trễ thầy điện hoài luôn. À, hôm nay là con xuống đây để mà mua cho bé Như Ý cái chiếc xe đó cô Sáu.
Và cái số tiền này là của các mạnh thường quân đã gửi cho con. Thì con trích ra một phần đó, thay mặt các mạnh thường quân để mua cái xe cho bé Như Ý nha cô Sáu. Thì con xin đọc cái tên luôn nha. Là ở đây là của anh Nguyễn Hoàng Anh ở Mỹ gửi cho cô Sáu là 50 đô. Là con đổi ra là 1,2 triệu. Rồi cô chú ở Úc gửi cho cô Sáu là 200 đô, là 3,4 triệu. Và cô chú ở Úc này là gửi thông qua kênh Lanh Quanh Sài Gòn để chuyển đến GoFood đó. Đó. Thì con xin gửi cô Sáu. Rồi một chút mình trừ ra 1,9 triệu để mà trả tiền cái chiếc xe đạp. Nè cô Sáu xé ra giùm con. Con dạ cô Sáu xé ra giùm con á. Dạ hết rồi, cũng còn mấy triệu cô gửi. Dạ. Đóng tiền tháng rồi đó đó. Dạ. Quay vậy nó nói rồi. Dạ, cái đó một chút 1,9 triệu là mình gửi trả tiền xe luôn á cô Sáu. Dạ. Lấy ra 2 triệu. À, rồi rồi, cô Sáu bỏ túi đi, mình chút gửi tiền xe. Bỏ túi vô hết đi. Cô Sáu có lời nào cảm ơn tới hai người đã gửi tiền cho cô Sáu không? Dạ, cô Sáu cũng cảm ơn hai chú. Dạ. Mỹ cho lúc. Giúp đỡ cho gia đình cô Sáu đỡ đúng chút. Dạ. Chúc cho hai chú hoàn ăn cái gì cũng được tân tới hết. Dạ, cũng cảm ơn hai chú rất nhiều. Bên mạnh thường quân. À. À, với con nữa. Dạ. Với to nữa. Dạ. Cô Sáu nói là cảm ơn hai anh đã giúp đỡ cô Sáu và các mạnh thường quân lúc trước nữa. Cảm ơn rất là nhiều. Và mình cũng thay mặt cô Sáu rồi cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong thời gian qua đã giúp đỡ cho cô Sáu rất là nhiều để trang trải cái cuộc sống trước mắt. Cô Sáu còn bệnh không? Rồi giờ bệnh nó biết cái quả cái kia cô qua lãnh thuốc uống hàng tháng đó không? Dạ. Nay cô cũng khỏe mất mệt nhiều rồi, vừa tầng bớt cái cám lên rồi còn thứ hai. Dạ. Giờ cái cô quên này, đợi đến mai cô qua bệnh lãnh dạ. Với lại mấy bữa trước thì các mạnh thường quân cũng gửi tiền đó, mình cũng trả nợ rồi trang trải thì cứ cũng nhẹ trong lòng. Nhẹ con, cô bớt lo hả? Dạ bớt lo. Dạ. Bây giờ khi con xuống vừa ở dụng là đi xuống vừa là sáng thứ hạ này nó biết mà. Mười mấy tuổi đó, đúng rồi sao? Nó biết. Đi xuống rồi dạ dễ mà. Để đi xuống vừa nói con nghe ha. Cha hư xuống có tiền đâu, trả chú lên là 10,000, 20,000. À, thay thay sửa xe ở đây ha. À, sửa xe đây không à? Dạ. Nếu cô mới sửa xe trăm mấy đó, cho đi đi bán á. Hai bữa đưa 20. Chú á. Chiếc xe kia của cô Sáu là mấy năm rồi? Ta cho này mấy năm rồi đó. Mấy năm rồi ha. Nay cô đi này cũng 4-5 năm rồi con. Dạ. Cái vài tháng cô đem chiếc bồi bổ. Dạ. Bữa lợi cô đi sở nằm đường bán được á. Dạ. Còn hai đứa nhỏ kia là nó đi bộ. Đi bộ. Rồi nó để sáng chú cho chị hai có cho con. Mà ngoại nói chú con chưa biết chạy. Dạ. Nè cô Sáu gửi tiền cho chị nè. Anh này nó là bảo hành 1 năm cho cô Sáu đó. Bảo hành xe ở gần đây sớm. Đây cô Sáu chạy xe mới đây. Thấy cũng không quen mấy.
quen không cô Sáu? Không quen, không quen ha. Xe đạp sao, nhẹ không? Nhẹ con. Nhẹ ha. Mừng quá. Dạ. Cô Sáu hồi đó có nói cho mấy đứa nghe không? Nghe, đến mừng lắm con. Mừng lắm ha. À. Dạ. Nói thì con đồ đi học là toàn đồ cũ nữa cho con, không có với cô công an cái này là con ba học ba dạo ra với cháu. Mà mới không mà chứ mai cũ. Chứ dạ. Cũ với đồ mới đó. Dạ. Năm nào ba cũng kêu xuống mà dạo ra với cháu đó. Dạ. Chứ mỗi cái cô đâu có làm nổi đâu. Dạ. Sáu gồm chung hết. Cảm ơn mấy chú, mấy cô, mấy anh, mấy chị, con cháu, em út rồi giúp đỡ cho gia đình cô Sáu đỡ thiếu thốn. Và cô Sáu cũng cảm ơn mấy người hỏi tâm thương cô Sáu, giúp đỡ cho mấy đứa cháu đi học, đi hành đồ. Dạ. Cảm ơn đồ con luôn, nhưng thôi rồi. Cho con hỏi là ba đứa đó, ba đứa cháu của cô Sáu á, thì con hỏi từng đứa nha. Dạ con. Rồi cái đứa đầu, cái đứa nhỏ nhất á, là một năm là mình đóng tiền học là bao nhiêu cô Sáu? Dạ, tổng cộng tiền nhập học với tiền tháng luôn là tháng 1,5 triệu con. Tháng 1,5 triệu. Dạ. Quên rồi, một năm á. Một năm là 1,5 triệu. Dạ. Rồi dạ. Đứa thứ hai? Đứa thứ hai thì 2 triệu. 2 triệu. À, còn đứa lớn? Đứa lớn 3 triệu thôi. Đứa lớn 3 triệu là tiền học. Tiền học không á. Là một năm là ba đứa là 6 triệu. Dạ. 6 triệu chưa tính tiền quần áo với lại bút viết đồ này nọ. Chưa tính gì hết, tiền đóng tiền đợi thi được cũng chưa gì hết toàn bộ hết. À. Chưa tính gì hết. Thì những cái số tiền đó thì cô Sáu phải bán vé số để mà lo tiền học hay sao? Lo thí dụ mà cô Sáu bán Tết người ta lì xì cho cô. Dạ. Cô ví dụ thiếu giờ cô đóng, cứ hàng khi có đủ thì đóng hàng tháng, không có nhiều khi 2-3 tháng đóng cũng có. Dạ. Thì cô thiếu rồi có tiền là cô lên cô đóng. Dạ. Có nghĩa là cô người ta đóng thì người ta có tiền, người ta đóng một đóng. Năm đóng 1-2 lần thì cô Sáu không có tiền thì phải 1 tháng đóng 1 lần. Dạ. Dạ, tháng đóng 1 lần vậy đó. Rồi hôm nay thì con cũng xuống đây để mà thứ nhất đó là mua cái chiếc xe đạp để tặng mấy đứa đi học đó cô Sáu. Dạ, của các nhà mạnh thường quân đó. Cảm ơn. Và thứ hai nữa có một chuyện nữa là có một chị ở Mỹ có biết cái hoàn cảnh của cô Sáu thì có liên hệ với tụi con. Dạ. Và nhờ tụi con nói giùm với cô Sáu là chị đó muốn trả tiền học phí cho ba đứa. Trả tiền học phí cho ba đứa mà tới lúc mấy đứa nó tốt nghiệp luôn đó. Dạ. Tới lớp 12 luôn. Rồi đó giờ con... Thì cô Sáu thấy sao? Mà một năm là chị nói sẽ gửi tiền về 2 lần. Dạ. Cô Sáu thấy sao? Thì... Cô cảm ơn cô nhiều. Dạ, xúc động quá ha. Dạ. Dạ. Ủa thì cô với con nói không lẽ giờ cô lo cho mấy đứa cháu ngoại học, không lẽ giờ cô khóc. Nhưng học được con mừng, cô ước mơ cho cháu học cái cháu chứ. Dạ. Cô nói với con đó mà cô dám nói ra, khi ta nói mình nghèo mình còn đổng đảnh hết thôi. Rồi họ ăn còn không có ăn mình cho cháu học. Giờ cô nói thật với cô. Chứ hồi đó mẹ nó nói là cô với cô đi mình mướn á. Thế mà vừa nãy cô nghe học cái lớp đi một. Thi đậu lớp 12 cô không có tiền cho học, không có nghĩ. Dạ. Tại vì cô Sáu thấy cái cô Sáu rồi tới mẹ của tụi nó không có học thì nó rất là vất vả. Ừ. Nên là cỡ nào cỡ cũng phải có cái mặt chữ đúng không? Rồi con thấy vậy cho mấy đứa cháu dám đi học. Vậy là cái chuyện mà cái chị ở Mỹ gọi là sẽ đóng tiền học cho mấy đứa đó. Ừ.
thì cô Sáu sẽ đồng ý đúng không? Dạ, thì có gì thì tụi con sẽ liên lạc sau với cô Sáu và cái chị đó nha. Trước tiên là vậy. Nghe được mấy cháu học được cô mừng rồi thôi. Giờ dù ăn cứ sướng cực cô không cần. Dạ. Biết sau này nó đỡ cái thân chị em nó đùm bọc. Vậy nó như bằng ăn được lo giúp đỡ cho người khác. Dạ. Cô là cô nhắm mắt là thôi với cô còn sống là cô nhắc chừng tới nó hết. Là mình thấy nhẹ đó, nghe chị đó nói như vậy, có ý kiến như vậy là mình thấy nhẹ lòng rồi đó, đỡ cái phần tiền học phí. Giờ cô cũng gửi lời con cảm ơn cô rất nhiều, không bao giờ cô quên được. Chứ như lời ăn lời lẽ thì cô cũng không bằng ai, con cũng thương hiểu cho cô, thấy cô đó cũng thông cảm thương cô. Dạ. Cô Sáu cho con hỏi thêm là ba đứa là bây giờ cái học nó như thế nào, học khá không? Học khá con. Học khá hả? Học khá, ba đứa nào cũng khá. Dạ. Nó ham học hả cô Sáu? Nó ham học. Dạ. Rồi khi nó xin cô đi học thêm á. Dạ. Là không có tiền thì cô không có cho, thấy tội nghiệp nó không bằng ai. Con nhỏ lớn á là tội nghiệp nó lắm, nằm khi nó thôi con dán con học đi. Rồi từ ngày học đó lên lớp đó, lớp đó là không có học thêm nữa. Không có tiền để đóng tiền học thêm. Dạ, cô không có cho học, rồi chỉ cho học trong trường thôi. Dạ. Con bé lớn là hình như năm sau nữa là vô cấp 3 đó. Lớp 9 đó con, à, lớp 9. Vậy là 2 năm nữa là vô cấp 3. Ba là phải đóng tiền cao rồi đó. Nó trễ hơn năm đó con. Dạ. Nếu mà đại học là phải tốn tiền dữ lắm nữa. Dạ. Dạ. Ví dụ mà có tiền đóng tiền trường này kia, ví dụ các cái linh tinh nhỏ nhỏ thì cô lo được. Dạ. Con biết vừa đóng tiền trường, linh tinh nhỏ, đóng này, đóng kia nó cô dọn nổi. Dạ. Giờ cô đi bán không có thời gian, không có dọn dẹp gì được, cơ treo cũng cơ bà đó, miễn đựng đói được rồi. Mệt quá con ơi. Nay 10 phần bớt mệt rồi, còn có 2 phần thôi. Cô đâm thuốc nam ta lã giáo, thuốc gì cô ai bài thuốc nam gì cô muốn á. Thuốc nam đó cô treo cô nấu uống á. Đó. À, thuốc nam, uống thuốc nam không à? Thuốc Tây đó. Thuốc Tây thì cô ngày 40 ngàn còn uống. Rồi thuốc nam nữa cô săn kẻ gọi cái nào nó hết chứ mình không tiền con, nhiều khi thuốc nam nó hết tiệt, thuốc tây con nó còn tái trở lại. Dạ. Rồi bắt đầu ngày mai cô qua bên mình tránh cô lãnh thuốc gì uống. À, một tháng gì là cô tiền thuốc của cô Sáu là bao nhiêu tiền? Cô chưa biết nữa. Chưa biết nữa hả? À, nó điện cho biết để qua lãnh thuốc uống, nó xin số điện thoại của cô đi ra đi lấy thuốc. Lấy thuốc. Dạ. Mà có bảo hiểm chắc có không, má không có bao nhiêu đâu con. Dạ. Rồi mấy bữa nay việc ăn uống của tụi nó có cô thì cực không cực, sướng bình thường vậy á. Dạ. Cá học dịch thì học dịch thì nhiều, đi về mệt mấy chị em nó đi học dẫn chiên nha. Dạ. Cá thì cô mừng sẵn, bữa hôm kia ăn qua thì cô mua 2 con cá cô chiên sẵn với nấu canh rồi ăn 2 ngày nay mới hết. Dạ. Ngày nãy cô mua nửa ký thịt. Cô Sáu cho con hỏi lại là cái đứa đầu á, cái đứa nhỏ là bây giờ học lớp mấy? Lớp 2 không? Lớp 2. À. Còn đứa giữa? Lớp 4. Lớp giữa, lớp 4. Còn đứa lớn là lớp 8. À. Rồi cộng tổng cộng lại là khoảng 6 triệu. Đúng không? 6 triệu, một, 6 triệu một năm. 6 triệu một năm. Một năm đó. Một năm, 6 triệu một năm. Rồi một ngày thì mình bán với số chỉ có 100 mấy thôi à? Thì cô bệnh cô bán 100 mấy, mốt phải khỏe cô lãnh thêm. À, nhưng mà ý con nói là lúc trước là bán 100 mấy rồi đi mượn tiền người ta phải đóng tiền học rồi. À, mượn tiền chuyện lời không? Đóng tiền học chuyện lời. À, triệu hành triệu hai hả? Dạ. Còn số tiền con cho là số tiền cô thiếu là lâu lắm rồi, trả tiền lời hoài nhất. Ừ, vậy là bữa mấy cái nhà hảo tâm mà tặng cô Sáu là cô Sáu trả tiền cũng nó khỏe rồi ha. Khỏe rồi, giờ tôi nhung mình cô đi, cô còn giữ phòng hờ để đóng tiền này kia, chứ còn đi mấy triệu. Còn ăn uống là có nhiều khi từ thiện người ta cho gạo này nọ. Có con. Đồ ăn thì ăn. Nửa năm nửa gạo, nửa năm mua. Dạ. Nói chung là tiền ăn là cũng không có lo nhiều tiền ăn. Tiền ăn sẵn nha, là bà cháu cũng dính chút lắm, không có mấy, không có ăn nhiều. Rồi khi cô nằm cô ngủ được cô nhớ rồi á. Tôi tính là một năm ba đứa học nhiều tiền lắm. Nhưng mà mình không có suy nghĩ nó nặng đầu. Nặng đầu cái cô ép cô niệm Phật cô ngủ. Dạ. Chấp nhận cho nó học rồi tôi cô không có nói đó.
Sợ nhất là tới tháng đóng tiền ha. Nhưng mà cũng cố gắng thôi. Có năm con biết hả? Về nó ngoại, cô kia đóng tiền nó ngoại á. Tết ngoại đóng qua, Tết ngoại đóng ra. Có năm qua Tết cô mới đóng. Người ta cho tiền, cô bán lại cô gom lại á. Dạ. Tết cái tiền góp người ta định lại, người ta không có đó góp. Mà mùng 6 mới góp. Hình. Rồi có số nó dư lại, số tiền lợi dư lại. Cô gom, cô đóng là một. Dạ. Rồi dư thiếu lại tháng, 2 tháng mới được mà ngọt cô đóng luôn. Dạ. Hồi nãy cô Sáu nói với con là có khi cô giáo, hồi nãy cô giáo cho cô, tiền. Cô giáo trên lớp 8 nhà, trường trển á, đã gặp là bà cho à. Hỏi bà ngoại như ý đi đâu á, thấy đóng tiền trường cô, bà hỏi đủ không, nó thiếu, bà móc cho 500, năm đầu bà cho được 800. Dạ. Vô đi lạc không biết trường, trường bự quá, bà gặp bà kêu, nhờ đi lạc rồi bà kêu bà cho. Dạ. Bà chỉ đi trường kia kìa, là nó học ở Nẵng á. Nó yeah. Nẵng nha, cô giáo rồi, ai cũng thấy tụi nó cũng thương đó cô. Cũng mấy yeah. Cô cũng tận tâm lắm. Dạ. Yeah. Bệnh mấy ngày nay á, đừng bệnh đau sáu khỏe. À, mới đi học về đó hả, như ý nè. Chú hỏi kìa con, da lại pha má áo lên. Có hỏi cô tôi gì thôi không? Rồi. Có mua xe đạp cho như ý đó, thấy mừng không? Cảm ơn. Dạ. Hồi tối bà ngoại có nói rồi hả? Dạ. Cái màu đó thấy được không? Thấy được. Được hả? Ừ. Vậy là mốt là đi học đi xe đạp rồi. Cái trường cấp 3 mai mốt mà nếu mà đi học là xa ở đây đó hả Nhi? Dạ. À. Chắc không quá. Sao nó không kêu hả? À nó ngược lại. Tại vì có cái chị ở Mỹ đó thì muốn hỏi rõ về cái tình hình học phí của mấy đứa. Thì hồi nãy cô Sáu nói là đứa thứ nhất với đứa thứ hai là hàng tháng thì cô Sáu đóng là khoảng 3 triệu mấy một năm hai đứa. À, còn như ý là đóng theo học kỳ. Học kỳ 1, kỳ 2. À, kỳ 1 thì hồi nãy cô Sáu nói là đóng rồi. Đóng rồi. Còn kỳ 2 là qua Tết. Qua Tết. Qua Tết là phải đóng 1 triệu mấy á. À. À cái đó là cái chị ở Mỹ đó muốn hỗ trợ cái việc mà đóng học phí cho mấy đứa. Còn thứ hai nữa là hồi nãy khi mà đi mua xe đạp đó thì con có trao tiền của các nhà mạnh thường quân cho cô Sáu và đã trích ra một số tiền để mua chiếc xe đạp. Đó. Rồi mới đây thì có cái chị Dung ở Washington, ở Mỹ đó, có liên lạc với tụi con, đó là nhờ gửi cho cô Sáu thêm 100 đô la Mỹ là 2,4 triệu. Thì con gửi cô Sáu luôn đây, đó, là 2,4 triệu của chị Dung. Cô Sáu cảm ơn cô Dung mấy cô hết, mấy chú luôn nha con. Con thay thế cô nói giùm, còn chúc mấy cô mấy chú mặn ăn thuận lợi hết. Dạ. Rồi sẵn đây thì con xin thay mặt gia đình của cô Sáu xin cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình của cô Sáu trong thời gian qua rất là nhiều. Thì con xin tạm biệt cô Sáu ở đây, thì có dịp thì con sẽ ghé để mà thăm lại gia đình. Dạ, cảm ơn con. Dạ, con xin tạm biệt cô Sáu nha. Thôi con về nha cô Sáu. Dạ, cô Sáu giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Cô Sáu giữ gìn sức khỏe nha, rồi có dịp thì con sẽ ghé thăm cô Sáu nha. Dạ. Dạ. Cô Sáu dạ, cô Sáu gắng uống thuốc nha, gắng uống thuốc giữ gìn sức khỏe. Dạ dạ, thôi con về nha.